Binh neng này nó quá là tiết kiệm đấy. Tại sao nó làm được cái mức giá mà ngon và bổ và rẻ như thế đấy? Có cái kênh Đét Tông Bình Phát ấy, là nghe tên đã biết là chuyên bán Đét Tông rồi đúng không? Ông ấy hay nói về có gọi là cái sự tử tế của hàng binh neng. Mặc dù nó là phân khúc hàng giá rẻ thôi nhưng mà pin thông số của nó là cực kỳ chuẩn luôn đấy. Từ những dòng 16V, 8, dòng 21V, 10C, 5C và 15C thì nó có một cái vấn đề này mà thực ra là em nói trước rồi. Cái thằng binh neng nó cũng hơi bảo thủ, là nó lấy luôn cái hộp của cái dòng chân nội địa đây này. Cái dòng này là dòng chân nội địa, tại vì binh neng nó vẫn đang bán cả hai chân, một là chân là nuôi nội địa và một chân là chân phổ thông đấy. Thì nó lấy cái, cho nên là cái tem này nó vẫn là 1.5A, nó ghi 18-48V, ghi kiểu tàu mà. Em nói trước khi chú ấy mua rồi là cái vỏ này ấy, là nó chuyển, nó vỏ nó được pin của con 5C. Ngày xưa ấy thì pin 5C em bán là em tách hoàn toàn ra từ cái bộ pin neng 10 ly 21V, cho nên nó không có cái hộp cắt tông như này. Thì khi mà nó về hộp cắt tông như này, tức là bán pin lẻ ấy, là có sản phẩm riêng, thì em cũng nói luôn trong một video khi mà nó về cái này rồi, đó là chắc là tại vì nhiều video về con pin này quá cho nên chú ấy có thể không xem video đó mà chú xem video khác, đó là cái thông số trên cái hộp như này nó quá là tiết kiệm luôn đấy. Thực ra là hiểu một phần là cái người đặt của đơn vị Việt Nam ấy, đơn vị nhập khẩu, nó cũng chưa yêu cầu pin neng nó làm được cái thông số chuẩn của hộp này đấy. Tức là thằng pin neng nó đang sản xuất 50-100 vạn cái hộp này, cắt tông như này, nó tận dụng luôn cho cái quả pin như này đấy. Con này thì nó là thông số của pin nội địa nhá, nó là thông số của pin nội địa. Những cái pin như này này, đây mọi người nhìn này đấy, những cái pin như này nó là pin 3 chân nội địa, thì nó dùng cái hộp cắt tông này, hộp giấy này cho pin nội địa luôn cho pin này, cho nên pin này mặc dù nó là chuẩn 2A nhưng mà trên hộp của nó ghi là 1.5 đấy. Thì có cái chú ở trong, chú ở trong Đà Nẵng, chú cũng lớn tuổi rồi, chú bảo ôi giời con ơi, sao chú ạ, con bảo quảng cáo là 2A nhưng mà ở ngoài chú thấy nó ghi có 1.5 đấy. Thực sự cái tính của em thì em gọi là nói một lần và nói một giá, cho nên em nói rất là chuẩn. Từ pin mà thông số nó ảo em cũng nói luôn đấy, thông số lực Newton ảo em cũng nói luôn, tại vì tầm giá đấy thì mọi người không có thể kỳ vọng hơn được rồi đấy. Pin neng có cái là nó tiết kiệm thì nó tiết kiệm cho chính người sử dụng đấy, nó không cần làm một hộp mới luôn. Mà đến một cái hộp pin mà pin nó bán rất nhiều mà nó không phải thèm làm hộp mới luôn thì đủ hiểu là cái thằng pin neng nó rất là tối ưu và rất là tiết kiệm cho mọi người rồi đấy. Một số anh em dùng bình luận trên kênh ấy bảo là đúng rồi, thực sự thằng pin neng này nó là một trong những hàng giá rẻ mà tử tế, đó là đủ thông số và đủ dòng sạc đấy. Bi cell của nó cũng là cell mới nhá, cho nên nội trở của nó sẽ loanh quanh tầm 11-12. Kích thước và trọng lượng cell cũng đạt tiêu chuẩn luôn. Nói chung là nó rẻ bởi vì nó tối ưu từ cái hộp như này này, nó còn trả thêm làm hộp mới. Tại vì sao? Tại vì làm hộp mới thì câu chuyện nó lại phải làm khuôn mới, nó lại phải đi in mới, thì tôi tận dụng hộp ta đang có luôn cho nó rẻ. So sánh đơn giản thôi, ví dụ anh chị mua pin 2A của Hoka nó rơi tầm 350, pin 2A của Đét Tông nó tầm 400 mấy, pin 2A của S-Fun nó rơi tầm 460, thì có thể những cái hiệu kia cell pin nó thương hiệu hơn, hay bản thân cái hiệu Đét Tông, hiệu Hoka, hiệu Amax nó phổ cập hơn pin neng, thì nhưng mà nó cộng hết vào giá cho anh chị rồi. Đấy, con này thì có mỗi cái nhân trần như này thôi 270.000, bắn tôn được 600 con bít tôn với cả con C250. Đấy thì tối ưu nhất là con này. Đấy, và cái chương trình là mua pin tặng sạc bên em vẫn đang áp dụng nhé, và áp dụng độc quyền tại cửa hàng thôi. Đó là áp dụng với quả pin 5 cell, quả pin 10 cell và quả pin 15 cell. Đấy, khi cô chú anh chị mua bất cứ hai quả pin nào, tại vì pin binh ngang nó tối ưu, nó không bán kèm sạc. Nó không bán kèm sạc nhá. Chứ còn như là Đét Tông Hukan là bán kèm sạc chứ không phải là tặng sạc. Tại vì nếu họ bán giá đó không có sạc thì họ không thể bán được. Cho nên là câu chuyện nó phải dùng từ đúng là bán kèm sạc. Đấy, ví dụ như là 4A của Hukan là 700 tặng sạc, không lấy sạc thì là 150. Như vậy đấy là bán kèm, mà Đét Tông cũng vậy thôi. Thì cái pin của Ping Nhang ấy, quả 5 cell 2A này là 270, quả 10 cell 4A này là 409, quả 15 cell 6A này là 509. Thì khi cô chú anh chị mua từ 2 pin trở lên, ví dụ 2 pin một quả 5 cell, một quả 10 cell thôi, thì là 270 cộng 409 thì là 760, thì sẽ được tặng ngay một cái sạc pin neng 2A. Pin neng nó không hề kén sạc lắm nhá, và sạc của nó cũng rất là ngon rồi. Sạc lô đầu của nó hồi 2022 ấy, thì nó hơi bị lỏng chân một tí thôi, chứ sạc này em chưa thấy ai phản đối gì cả, chưa thấy ai phản hồi gì là kém cả. Sạc này cực kỳ chất lượng luôn, và sạc 2A thôi, đừng có sạc nhanh quá. Sạc nhanh như mấy thằng 4A nóng nhanh cực kỳ nhanh, nóng cái điểm tiếp xúc pin luôn. Đấy, thì cái chương trình là áp dụng độc quyền tại cửa hàng và mua trực tiếp qua hai số điện thoại, hoặc mọi người đến địa chỉ như trên màn hình mua. Đấy, thế còn cái việc mà đặt sàn thì bên em không áp dụng cái đấy nữa nhá. Đấy, thế còn có một cái nữa về pin neng, thì cái câu chuyện của pin neng nó nói được cái nhu cầu của người Việt Nam. Đây, em hãng nó hỏi em nhá. À, em hỏi hãng là tại sao là mày lắp cái con pin neng này trục 13 chứ không phải là trục 10. Mặc dù đầu của mày là đầu 10 ly, đầu của pin neng là đầu 10 ly, những cái dòng 16V 8 ấy. Nhưng mà nó để là để trục 13, tại vì cái cơ chế nhông của nó và độ khỏe của nhông nó thậm chí tương đương với một số con 13.
ly hàng OEM trên thị trường. Đấy thì câu chuyện là nó sẽ không đẻ đầu 13, tại vì đẻ đầu 13 nó nặng hơn. Và một cái nữa đó là cảm giác nó nặng về phía trước như này. Đấy, con này thì đầu 10 này. Đấy, cân cho mọi người xem nhá. Đấy, Việt Nam mình thì bây giờ rất nhiều anh em thích hàng giá rẻ mà đầu 13 mà lại còn 16 con 8 cơ. Đây ví dụ như con này là đầu 10 này thì nó rơi tầm khoảng chỗ này là tầm 6 lạng, 6 7 lạng, 7 lạng rưỡi. Con này đầu 13 này thì nó rơi tầm khoảng 8 lạng rưỡi. Đấy, như vậy nặng hơn một lạng, nhưng mà vấn đề là nặng hơn và nó dài hơn. Mọi người nhìn không? 13 nó dài hơn 10 mà, và nó còn nặng về phía trước. Đây này, đúng không? Nặng về phía trước. Cho nên là cái việc mà ham đầu 13 trên những con 16, tức là đầu 13 nhưng mà ruột 16 vốn 8, nhông 16 vốn 8 thì nó chả giải quyết được vấn đề gì cả. Đấy, mọi người nhìn như thằng S-Fan ấy, đúng không? Nhông của nó rất khỏe, nhông của nó khoét sắt phi 30 mà vào sắt dày 6 ly mà nó vẫn chỉ dùng đầu 10 thôi. Cho nên nhiều anh em nói thật luôn là cứ hỏi là shop ơi, shop có con nào 5-600 nghìn 16 vốn 8 cả bộ, hai pin một sạc và đầu 13 không, em bảo bán làm đéo gì. Nó khác gì cái đầu 10 đầu ruột, đó là ruột đó công suất của nó dùng cho máy 10 ly. Nhưng mà ông thay đầu 13 làm gì, cho nó nặng thêm này, đúng không? Khác gì một con máy rửa xe mini dây của hãng là dây 15 mét, ông dí cho nó cái dây 50 mét nó làm sao chịu được, mà cần gì phải dây 50 mét cho nó lòng vòng ra. Đấy. Đấy, một cái nữa để cho mọi người thấy được cái hàng Pignang nó rất là tối ưu. Anh em hay hỏi là Pignang nó có vít chuyên vít 16-48 không chưa? Đấy, thực sự Pignang nó không phải là một hãng OEM, nó là hãng nội địa. Đấy, chữ tàu của nó như nào nó nguyên, bây giờ nó chuyển sang tiếng Anh rồi nhé. Ngày xưa của nó là toàn chữ tàu thôi. Đấy, nhưng mà trên hộp pin của nó ấy, trên hộp pin của nó vẫn là chữ tàu, thì nó bê nguyên chữ tàu về, nó rất là tối ưu. Và hàng này của nó là hàng có nghiên cứu, có sản xuất và có độ ổn định bên Trung Quốc rồi thì nó đưa về. Chứ còn thực sự như nó không phải như là Hukan, không phải như là Deton, là đặt từ nhiều nguồn, từ nhiều xưởng khác nhau, cho nên hàng của nó về liên tục. Riêng cái mẫu chuyên vít của 16V8 của Pignang là chưa có, chuyên vít 21V cũng chưa có. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất bên Trung Quốc nó làm chân nội địa, và thứ hai là để nó ra được một máy thì nó nghiên cứu còn chán. Đấy, cho nên là anh em cứ bảo là em đợi con chuyên vít 16V8 của Pignang về, em nó thật đợi một khớt đến bọn em bán hàng đợi cũng còn khớt nữa này anh em. Đấy, và chắc chắn con chuyên vít của Pignang về thì nó sẽ không có ngậm pin nhanh như hàng mình đi đặt đâu. Đây, để cho mọi người xem nhé, hàng mình đi đặt này, Camaro hàng mình đi đặt này, Brickman hàng mình đi đặt này, đủ làm tính năng lắm mấy ông Việt Nam đây. Đấy, ngậm pin nhanh này, ngậm pin nhanh này, đúng không? Ngậm pin nhanh này, 600-700 nghìn thôi ngậm pin nhanh. Đấy, những cái con mà 1,32-1,4 triệu thì nó đích ngậm pin nhanh. Đấy, nó lại phải ngậm pin thường. Đấy, đấy chứng tỏ mấy thằng tàu nó ngu hơn mình, đúng không? Đây. Đấy, đây, không ngậm pin nhanh nhá. Đấy, mà con này là tầm giá 1,5 triệu, con này giá 1,250 nhá. Thì chứng tỏ là thằng tàu nó ngu hơn mình hay là mình khôn hơn nó, thì câu chuyện anh em thử trả lời xem. Đấy, nhưng mà thực sự những cái này nó là tiểu tiết, những cái này nó là tiểu tiết. Đấy, giờ anh em chuộng là ngậm pin nhanh hàng giá rẻ này, chuộng là hàng giá rẻ lại còn đồng 13 ly này. Đấy, thực sự những cái đấy nó không giải quyết được cái gì cả. Đấy, nó chỉ giải quyết về vấn đề thị hiếu thôi. Đấy, thì con pin nhanh này thì em sẽ test cho anh em thêm một số cái bài test, ví dụ như là quan sát. Anh em hỏi là có bắt vít được vào sắt 2 ly không? Tại vì đa số em khoét con này là khoét hộp ly 4, là hộp tiêu chuẩn để bắn tôn ấy. Thì hôm nay chơi lớn luôn, khoét cái 30 luôn. Thực sự cái này thì cũng hơi quá. Tại vì sao? Tại vì phân khúc của Pignang là phân khúc dưới 1 triệu. Nếu mà khoét mũi này và sắt hộp ly 4 thì không vấn đề gì cả. Nhưng nếu mà lấy mũ này khoét vào cái sắt tầm 6 ly như này ấy, thì thực sự em nghĩ là việc đấy nên để dành cho con S-Fan thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, nhưng mà thôi nhỡ rồi thì thôi ép luôn cho anh chị nhé. Để cho anh chị hỏi là những cái sắt 2 ly nó có bắn được không. Thực sự 2 ly thì nó quá đơn giản với cả hàng kính nhau. Đấy. Thêm tí nhớt cho mọi người để ý nhất là chân em đang phải giữ nhá, không nó lật cổ tay ấy, tại vì tải này là tải rất là nặng. Nhiều anh em mua 13 ly về chỉ để khoét nhôm thôi, mà mình bán những con 16V mình nổ đến mức mà khoét cả sắt 6 ly. Cái này phải giữ này, không có lật này.
lại thêm nhớt đây, em thấy không bốc khói rồi. Ra là cố lắm rồi đấy, mọi người nhìn thấy không? Cố lắm rồi đấy. Thế còn thực sự làm như này nhiều thì không ổn cho máy đâu. Đấy, những cái đấy thì dành cho những cái máy 1,3 triệu, 1,5 triệu, thậm chí Milwaukee đi. Đấy, mà thực sự luôn để cho mọi người biết là cái phần nhông này nó chịu được. Nhiều con nói thật luôn, nhiều con 10 ly chạy 21V của hàng OEM giá rẻ, những con 4-500 ấy, khoét này nó thật vỡ nhông luôn. Những vỡ nhông luôn, cái này anh em nào trải rồi mới biết vỡ nhông luôn ấy, không phải là mình bán mình khen quá đâu, nhưng mà thực sự luôn cái hàng Vinh này mình thấy ổn định về mặt nhông. Đấy, có thể là nó không có gọi là không có màu mè quá, không có búa đây, không có 13 đầu 13 ly, không có ốp lưng ấy, nhưng mà về mặt giá trị sử dụng, về mặt cốt lõi của nó là cực kỳ hợp lý với giá luôn. Đấy, ví dụ quả pin này. Đấy, thậm chí luôn nói thật luôn là hộp nó không thèm in luôn hộp mới. Đấy, nó tận dụng hộp cũ cho nên có thể anh em sẽ gây hiểu nhầm, nhưng mà em là nói trước rồi nhá. Và pin của nó là đủ 2A. Anh em nào lấy pin Vinh Nhang mà về không đủ 2A thì cứ lên bóc phốt cửa hàng điện máy Tây Hồ nhá. Đấy, chương trình hai pin tặng sạc vẫn đang có. Anh em lưu ý là đặt sớm thì để được tặng sạc nhá. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.